Tôi chả có trên tivi gì. Chán lắm. Vâng. Mới cái phim 18 ở đây thôi, phim 18 phim 20. Có ông Thảo Cảo bảo là ông khuyên nên lát gạch bỏ ngay. Lát ngay thì là mình sẽ giải quyết được rất nhiều thứ. Để tránh nó ảnh hưởng đến máy. Bảo vệ cái máy mà. Công việc chuẩn bị trước khi đổ bê tông. Như người thợ xây đã phải thức cả buổi trưa để hàn ra xong các tấm be. Có
có được sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo, coi như công việc đã xong một nửa. Ông là bố anh Thủy ông ơi. Thế ông cũng xây nhà theo cái kiểu sắt cuộn đấy ông ơi. Hôm nay em bỏ lỡ cái pha mà bác thả cái số nó búng văn nước lên đấy. Bỏ lỡ đấy. Đừng quay video dài cho nên không quay video ngắn được. Yeah.